Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Thành tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất cụm 1 gồm các xã Long Đức, An Phước, Tam An và thị trấn Long Thành. Trong thời gian 15 ngày huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ năm thứ nhất được trang bị những nội dung cơ bản về giáo dục chính trị pháp luật, chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, chống phá đối với cách mạng, huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí trang bị hiện có, chiến thuật từng người, tổ dân quân tự vệ trong chiến đấu, nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dân quân tự vệ nói chung, lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.